tiệc vào giây phút thần tiên rồi. Giờ vàng giờ đẹp cũng sắp tới rồi. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý nhân. Xin mời khách xa được mời khách gần, anh và chị chúng ta cùng vào đây cùng ngồi. Xin mời các vị quan khách quý chúng ta đang bên ngoài sàn hạnh phúc của gia đình, chúng ta cùng rồi bước vào hồn thượng tới của gia đình nhà trai chúng tôi. Để chúng ta cùng được chứng kiến biết liên quan tình yêu, biết ngày hôm của bạn trẻ cũng chắc chắn biết được diễn ra ngay bây giờ rồi. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Giờ vâng, kính chào quý vị quan khách, khách quý thân mến. Và như vậy, sau một thời gian mong chờ chờ đợi thì giờ phút này đây, giờ phút đẹp nhất cũng đã tới. Và lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Thiên và Thanh Ngọc cũng chính thức được bắt đầu. Giờ vâng, xin được hân hoan vui mừng đồng nhiệt chào đón tới toàn thể quý phụ, quý ông, quý bà, họ hàng các bác gần xa, bà con đời xóm, quý thân thể bạn bè thân thiết của quý vị và cô dâu. Rất là cùng có mặt tại khán chí vào là điểm của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ gửi lời chào bên gia đình, đó lời cho cô dâu và quý vị sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một lời cảm ơn chân thành, một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất ạ. Giờ mời các vị, quý vị khách quý thân mến, phải nói rằng ngày hôm nay thì tiết trời vô cùng tuyệt vời và chúng ta thì đang sống trong một mùa đông đầy lãng mạn, một mùa bất đoài hoa lá cỏ cây thay áo mới, một mùa trời nam lấy lòng, một mùa trăm hoa khoe sắc, một mùa trai tài gái sắc nắm chặt tay nhau định xây dựng tương lai. Và đôi bạn trẻ của chúng ta Văn Thiên và Thanh Ngọc thì trải qua một quá trình dài tìm hiểu yêu nhau, đến nay tình yêu của bạn trẻ thực sự được đến độ chín tuổi. Và ngày hôm nay hai đứa quyết định trở lại con thuyền tình yêu của mình cập bến bờ hạnh phúc. Đó cũng là lý do mà toàn thể quý vị chúng ta cùng có mặt đông đủ nơi đây để chúc mừng. Và thời khắc này đây, giờ vàng đã tới rồi. Không để quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, xin mời toàn thể hồi môn của chúng ta hãy cùng nhau hướng ánh nhìn của mình về với cánh cổ hoa, dành một tràng vỗ tay thật lớn thật nhiệt để chào đón đôi vợ chồng trẻ chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Thiên cùng với cô dâu Thanh Ngọc hãy đặt lên nụ cười hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, nắm chặt tay nhau bước gần lên sân khấu tình yêu để được tận mắt tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Tình yêu được bắt đầu
hai con trẻ Văn Thiên và Thanh Ngọc tại bản Hùng, xã Sikor, thành phố Sơn La. Và trước những điều phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, chúng ta xin phép được trân trọng tuyên bố lễ đại hôn của đôi bạn trẻ Văn Thiên và Thanh Ngọc chính thức được bắt đầu. Rất là vang tràng và thật lớn để chúc mừng đặc biệt. Gia đình chúng ta hết ở lên đây khai lời cho hai bên gia đình, khai lời cho cô dâu và chú rể. Chúng ta không còn ngại đường xa xa xôi, với chút thời gian quý báu của mình cùng trở về đây được chúc phúc cho bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều và kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022 này. Kính chúc toàn thể quý vị đã thật vui vẻ trở cao biển trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều và trở lại với các chuyện tình yêu của bạn trẻ thì phải đến là tình yêu của hai em thật là đẹp. Đã trải qua biết bao nhiêu năm đời phàn chờ và niềm vui hạnh phúc bây giờ ở đây, anh em đồi ngoài đông tây cùng ba bề bạn về đây để chúc mừng. Đã yêu nhau thì kể cả nhà lá nhà tre, có biệt quần lính hào thê xăng dầu, yêu nhau thì việc đón đời đầu sẽ để phúc bên nhau suốt đời. Và ngay giây phút này đây, xin mời toàn thể hôn chúng ta hãy cùng nhau lấy tình của mình về với sân khấu tình yêu để chúng ta cùng được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương, những cái bằng tình yêu hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau. Đó chính là cặp nhẫn cưới thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai em. Xin mời đôi bạn trẻ hãy nở lên à, hội người hạnh phúc nhất bước lên phía trước mặt nước, xin được trân trọng kính mời ạ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của giá thể của mình, chúng ta sẽ trân trọng cái mời món quà đầu tiên.